Hoàng Tuấn Anh là người sáng lập ATM Oxy tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự án vận chuyển oxy đến tận người nhà người dân bắt đầu triển khai từ tháng 8 năm 2021. Sau khi đi gần vào một tháng hoạt động, Tuấn Anh cho biết hiện tại nhóm thiện nguyện đang gặp phải áp lực và khó khăn khi rất nhiều người không hoàn trả bình oxy sau khi sử dụng. Cụ thể, anh cho biết dự án có khoảng 1.500 bình, nhưng có đến 1.000 bình chưa được trả lại. Mới đây, anh chia sẻ, có thể họ muốn giữ bình oxy, giữ lại cho người nhà để phòng mặc dù chưa cần thiết. Nhưng như vậy thì những người cần oxy lại không có bình để sử dụng. Nếu người sử dụng xong không trả lại bình, có thể họ sẽ cướp đi tính mạng của một người đang cần oxy. Với 500 bình còn lại, nhóm dự án phải đổi bình và nạp oxy liên tục và chỉ sử dụng được khoảng 250 bình để cấp cứu cho các trường hợp F0. Tuy nhiên, theo tính toán trung bình, mỗi ngày có khoảng 400-500 trường hợp cần hỗ trợ oxy nên tình hình rất khó khăn. Để giải quyết vấn đề thiếu hụt nghiêm trọng bình oxy, Tuấn Anh tha thiết kêu gọi mọi người dân được hỗ trợ oxy trước đó trả lại bình cho dự án. Tôi rất mong mọi người hãy nghĩ đến mỗi bình oxy được trả lại có thể cứu thêm nhiều mạng người. Trong lúc hấp hối, họ đã được hỗ trợ bình oxy miễn phí rồi khỏe lại thì nên trả lại nếu có thêm người được cứu như vậy. Biết đâu chính bạn bè, người bà con của họ đang cần oxy. Tuấn Anh cho biết sắp tới sẽ đem về thêm 3.000 bình oxy, tuy nhiên thì nếu tình trạng giữ lại bình sau khi sử dụng vẫn tiếp diễn, thì có thể sẽ có nhiều bình hơn cũng không đủ. Chưa kể trong thời điểm dịch bệnh phức tạp như hiện nay, thì việc đặt mua bình oxy cũng trở nên khó khăn khi rất nhiều đơn vị đến cuối cũng không giao được hàng, hoặc tăng giá hoặc tìm đủ lý do để hủy đơn, bán cho bên khác. Dù vậy thì các tình nguyện viên của nhóm cũng không quá bận tâm nhiều, mà hướng đến mục tiêu quan trọng hơn là cứu được nhiều F0 càng tốt. Sau đó là tìm kiếm thêm nhiều bình oxy để có thể cứu thêm được nhiều người.